Ok, vô nè. Em đang ở chỗ cái ở dưới tầng hầm luôn. Cái chỗ này có một đường vô duy nhất à. Đường mát của con heo à. Đúng rồi. Cho nó không ta, anh em đang bị xịn. Vàng các bạn ơi. Vậy quên tắt chim đi cây. Nghe tiếng anh ơi. Nghe. Giờ đây nó đang đi chết máy mà. Ờ. Quý này nó hơi lắc hay gì thôi. Rồi em thấy nó chưa? Đây, nó kèm lại sửa máy. Gì? Nó kèm sửa máy. À. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó, chơi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Mất dạy thôi. Đúng rồi đó. Cú đẹp. Chênh điểm đó các bạn. Dư điểm mà trên gì nữa. Rồi nó treo đó ta. À nó treo qua mấy cái móc. Nó muốn kiếm event các bạn ơi. Nó làm event. Rồi ông già thay cho nó. Ờ à, quỷ này muốn kiếm event rồi. Đúng rồi, con có ngày cuối à. Bữa nay ngày cuối à. Đúng rồi, em còn ba mấy nữa ráng làm cho xong. Cứu em à. Thôi sửa máy đi. À anh đâu, anh đâu. Dạ anh cứu nha, em đi sửa máy đây. Ok. Em đi đi. Sorry các bạn nha, nãy giờ quên chào. Anh muốn kiếm event đó các bạn. Treo lên mấy cái móc màu xanh nè. Đi. Để má nhanh ra em ơi. Biến chơi với mấy con này chết. Ok anh. Nè trên lầu có một cái nè. Rồi sửa gần xong rồi. Tính vô hành killer mà quỷ này nó chen điểm rồi hả mày. Nó cho sửa máy luôn vãi thì chứ. Ra chơi với mấy anh này mình chán lắm. Vô không được gì hết, không hấp dẫn. Đúng rồi. Tính đi phá mà giờ là không vui rồi. Mình được. Đem điện biên xịn vô để mình hành đó mà. Được một máy rồi. Bữa nay ngày qua là tụ trường đó đúng không các bạn? Bữa nay vô học chính thức chưa? Bữa nay các bạn vô học chính thức chưa? Em nghĩ là có, tại vì cái thường là hồi đó, thường là hồi đó năm tây tháng 9 rồi xong mới học chính thức mà đúng không? Em thì qua tháng 9 em mới học chính thức. Không biết mấy bạn chưa. Sao nữa. Sao? Giờ chắc mới lên coi lớp này nọ thôi anh ha. Ờ. Giờ là vô coi bạn mới. Trời ơi, nói chung là kiếm crush rồi đây. Lắc cha mày. Nó lắc đầu rồi nó đòi đập máy các bạn thấy không? Thứ gì đâu. Rồi thấy rồi, em thấy rồi. Thường là năm tây tháng 9 mới học chính thức. Hồi đó mình là gì không biết, có em bây giờ các bạn sao không biết. À dạ. Chứ mà hồi đó đi học vui lắm không ơi. Thì cái hồi đó đi học kiểu mà vui lắm không biết các bạn. Đừng, đừng có cưa. Cái định mà. Cưa em hả? Cưa rồi.
chỉ. Hồi đó tụi trường tới là vui lắm à. Nhưng mà mình học ít xịt à. Bây giờ các bạn thấy không? Mình thấy các bạn mấy em nhỏ nhỏ học gì mà học nhiều quá trời nhiều. Cho nó treo nó làm event. Thêm gì đúng. Rồi đó. Trời ơi, nó búa vô đầu một búa kìa. Đeo được. Thằng này mà giết em là có chuyện á. Thôi đi rồi. Game này mua bao nhiêu tiền hả? Game này hồi đó mình mua 160 à. Tập dáng à. 200 mấy nhưng mà bây giờ nó còn 160 à. 180 chứ đúng không? 188. 188 à? Dạ. Rồi, vậy là tầm 188. Sao mấy rồi đó hả? Xong hết rồi. Đi, đi kiếm chỗ đi kìa. Kiểu cái đèn đỏ như nó đang gọi đèn pin nha. Ba thằng bữa lắm nó lại, nó cưa cho. Đâu ta? Chỗ thoát hiểm đâu vậy? Nằm ở đâu? À đây. Chạy đi đâu vậy trời? Có thoát hiểm nó hướng nào ta? À nó chỉ cho cửa đây nè. Này mở rồi, còn cửa nữa. Cửa bên đây nè, còn bên đây cái cửa nữa nè. Đâu? Bên đây nè, phía sau lưng nè. Kìa, đây có cái hộp kìa, có cái hộp kìa. Đâu anh? Đây à. Có cái cửa kìa. Thì em lấy thử có gì đây rồi. Bây giờ hồi nãy cầm lấy thằng David King kia để làm nhiệm vụ à. Ồ được đèn pin ngon. Đèn pin màu vàng, đi ra anh, đi ra không? Đi qua đây nào, đi qua đây nào, em mở cửa bên đây nè. Hình như lộn đường anh ơi. Lòng đường hả? À đây nè, cửa đây nè. Cửa cửa cũng học đó. Quỷ. Mẹ kìa. What the fuck? Yeah. Đó, cho mày mở đó, mở đi. Dạ khúc nạn các bạn. Đó, mở đi. Tạo trang donate đi anh. Hỏi các bạn ơi, các bạn xem vui được rồi. Tại cái này mình có công việc rồi. Lơ đâu rồi? Mất công quá, để có donate thì mất công mình lo tập trung vô mình xem tin nhắn donate không. Nè cái hộp nè. Dạ. Dạ, yeah, mở cửa ông già, yeah, mở hộp kìa. Ông già. Ngu này. Thằng ngu này mày nghe. Mày ngu. Quắt ông nội mày, cái hộp nè. Cái hộp nè, cha mày. Ở đây. Dạ. Ngu quá ghê mày. Dạ. Ông chó để mở. Ông chó là có thiệt. Mày là chỉ cho tôi đứng cái trước mặt mày. Mày ngu nè. Ồ, bản đồ. Mày khiến nó lên. Nó không khiến lên đâu. Hết chạy. Hai đem mình chặn đầu lại. Thôi đi ra đi đừng cứu nữa. Đi ra đi ra nó chết. Đi ra đừng cứu nữa mày. Ủa nó đập được à. Nè nó phi đó. Nó phi nè. Nè chụp chọi nè. Đấy à chiếu.
Đó chiếu. Hay thế. Trời quỷ đó nó chạy luôn rồi. Thôi đi ra. À, nó cày đó, nó cày đó. Nó lái ra, nó đập vô tường. Đi ra luôn. Nguy hiểm lắm các bạn. Sợ lắm, sợ lắm. Phải cái nền video. Cái ánh nền đó là bên mấy ông Dodo Lai ông làm cho mình. Yeah. Em rửa cái áo của cái con kia này nè. Ok. Em không nhận được thông báo của anh hả? Không biết nữa các bạn ơi, có thể là lâu quá mình không stream trên YouTube á. Mấy ngày, 3-4 ngày YouTube nó quên mình luôn rồi. Mà để chị dâm. Với lại chắc cũng có một số bạn đi học cho nên là chắc coi nó ít lại. Có tại có nhiều em nói là gì nó không có thông báo. Em của em thấy. Nhưng mà các bạn lít cái chuông á. PC anh mua ở đâu? À, PC của mình hồi đó mình mua ở di tích Nam An ở trên Sài Gòn các bạn. 75 củ. 75 củ. Giờ bán là em bao nhiêu củ? Được, em xuống đây chơi đi em ơi. Chị nói cho em nói nghiệp YouTuber của anh. Nói các nha. Các bạn nào muốn nhận mình làm sư phụ không? Mình truyền nghề lại cho. Dễ lắm, tháng đóng 10 củ thôi. Nó chơi với các bạn nào muốn trở thành YouTuber mình chỉ cho. Dễ lắm các bạn ơi, dễ ẹt. Dễ ẹt hả? Phé đi đi. Em em lý lị hết trơn hả? Cái chơi với làm YouTuber đâu có gì đâu các bạn. Các bạn chỉ cần chuẩn bị 100 củ ra các bạn mua cái máy. Đúng rồi, với lại một cái camera. Hỏi camera cũng được. Không kiểu mà máy không cần tới trăm thôi, chỉ cần cái một cái camera là đúng rồi. Camera mua mấy trăm ngàn thôi được rồi. Là các bạn có thể trở thành streamer. Nó chơi chứ làm YouTuber đâu có gì đâu các bạn ơi, nó dễ ẹt à. Các bạn chỉ cần biết sản xuất video, tạo ra một cái tài khoản YouTube, rồi các bạn up video lên là ok. Nó dễ lắm. Rồi sau đó là khi mà các bạn đủ điều kiện rồi các bạn gửi đơn bật kiếm tiền, gia nhập chương trình đối tác của YouTube là xong phim. Nó dễ ẹt à, nó đâu có phải là phải cần cao siêu mà máy tính mấy trăm triệu mới làm YouTube được. Chỉ cần cái laptop. Hoặc là rồi. Có thể là các bạn sử dụng cái điện thoại các bạn cũng được. Đúng rồi. Cái smartphone các bạn cũng có thể làm được. Dễ lắm em ơi. Kiểu mà nhiều người người ta kiểu mà phụ đề cho video á cũng lên ghê lắm anh ha. Ừ. Kênh gãy tivi nè đó. Lên quá trời lên luôn. Ủa nãy giờ là các bạn có nghe cái beat của mình không ta? Ui, thỏ kìa. Khoan, nãy giờ các bạn có nghe cái beat của mình không? Chị thỏ đi kiếm kìa, ôi phải tèo. Nghe hả? Ok. Nào, phi búa hả? Phi búa. Ui, nó bị à, ném. À, nó phát hiện anh. Nó ném ai what kìa. What the fuck. Ném anh hả? Chết bà rồi. Dạ, ném đít vậy. Gì là anh? Nó ghê quá vậy. Được, cái đầu bơm sư tử hay sao á. Ghê gì má. Gì má. Hành nó đi ra đi. À, hết búa rồi. À, nó đang lượn lượn trên thuyền kìa. Ừ, không thấy luôn kìa. Nó nhìn thấy ghê chứ trời. Quỷ đó nó làm cái skin ghê quá các bạn ơi. Thằng quỷ đó nó phát hiện ra mình. Mình chưa sửa máy nữa mà nó vẫn phát hiện ra mình như vậy là. Em nghĩ là nó đứng trên cao nó nhìn đó. Không. Anh nghĩ là nó mang cái kỹ năng gì á. Nó thấy cái thằng mà có cái người được chọn á. Cái đó là anh mang chứ sao mà nó mang. Nó làm gì có đâu.
anh khi nào mà anh mang cái object of obsession ra thì nó mới thấy anh thôi. Rồi, gặp, nó mang cái đầu nhìn cái ghê quá. Gặp thanh đeo búa rồi. Cho mày ném hộ cái. Ném nè. Ơ trúng kìa. Dính luôn dài ghê vậy. Dính rồi đó. A đồ hay thế. Không tới kịp anh ơi. Xa quá. Dán. Hồi hút cái bơ luôn à, bá trưởng. Chuẩn bị nha. Tao chơi với mày tới tới nái luôn mày. Tao đứng đây nè. Trời hay cái gì. Không dính. À, trời. Ôi trời ơi. Mù mắt em rồi. Lẹ em chặn lời, lặn lời nhảy kịp. Xa quá không tới kịp. Em chiếu trước rồi đó. Cố lên anh ơi. Chiếu lại đàng hoàng em. Ok này là sẽ nhanh hơn tí nữa. Chạy theo nha. Ok chạy theo. Mù 360 mới được, lúc này không 360 kịp rồi. Rồi 360. Quay đi đi đi. 360. Chuẩn bị nha em. Được để nó thấy em là được rồi. Rồi nè. Đó, được rồi đó, dính rồi đó. Chạy theo anh nha, chạy theo anh nha. Nó đi theo anh kìa. Thằng kia hai mấy kia đi kiếm Ruin nó phá đi chứ ta. Nó đi lên tàu, nó đi lên tàu lớn. 360 như hạch. Chắc nó lấy thêm búa rồi. Đi kiếm đầu lâu phá đi. Ủa mà sao hồi nãy em thấy nó kiểu nó đi nghiêng qua cái hốc ta là sao? Nó không định treo hả? Đâu có, nó cái chỗ đó là nó mắc cái cây gốc cây mà. Vậy hả? Hèn chi em thấy nó vòng qua đường xa phải. Liên quân anh ơi, BOBG. Lát đi các bạn. Chơi vài trận đi, mình ra mình chơi mấy game đó. Có nhìn nó đeo cái đầu nhìn thấy ghê gì vậy? Nó đeo cực gánh đó. Thấy à. Trong này có máy à. Trong win có win mà coi mà hang kia nó sửa ghê vậy ta. Gõ gàng con cung hủy này nó thấy anh. Sao mà nó thấy bên ngoài vậy trời. Vô lý. À da. Má con chó này bực mình thiệt chứ. Ồ hay thế. Chuẩn bị ngay chị chụp. Nè. Rồi tức luôn. Không kịp rồi, nó vẫn là thương tí. Trời ơi, dáng này mình người được chọn hay sao á, rõ ràng là đứng gì mà nó thấy mình vậy hay gì. Kỳ vậy ta? Sao mà nó thấy được hay vậy? Được chứ sao không em? Tại anh có chơi con này em biết. Con nhỏ này nó mang cái add-on gì nè, nó cứ phát hiện ra mình hoài à. Anh Phương nói tục. Mình nói tục đâu, mình chỉ nói là má nó cứ nó cứ cường mình hoài. Nó chế gì đời tới gì. Mình có nói tục đâu. Phương không cây cứu. Gược hoài bà nội cha. Không có sửa máy được cái gì. À đồ, nó thấy được em thiệt luôn kìa. Quá trời em. Bạn gái anh đi. Bạn gái đầu xem các bạn. Vô lý. Cứu mạng đi bồ ơi. Cứu đi bồ ơi, đối với em ơi bồ ơi. Heal luôn đi bồ ơi. Quay lại bồ ơi. Ây da, cái con này không có kỹ năng tự heal thấy bà rồi. Cứu gái ơi gái. Chết rồi, nãy giờ không để ý, không mang xeo ke. A đồ, ngày chóc. Gái, cứu gái ơi. Nhìn này ứ gan như vậy. Nhìn kiểu nó như người Mông Cổ các bạn. Rồi, nát tem. Cái bà nội cha đó. Lần hai.
Đứng cam cam kìa. Luôn kìa. Thằng mắt dài này. Có bồ rô tham gì không bồ? Có bồ. Tới cứu bồ ơi. Nhỏ kia lại cứu anh à. Đây có bồ rô tham này, dậy đi. Rồi chia hai chạy. Rồi nhắm mình nữa rồi. Thế bọc. Xuống đây, cứu cứu. Ủa, bộ đồ thai của anh hết tác dụng rồi hả? Nhanh vậy. Ê, thả, thả. Ui. Qua đời rồi, qua ngay. Thả bồ. Đừng nó bắn, đừng nó, đừng nó, anh nó ném kìa. Chạy lại lại em. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, qua ngay. Hiêu. Hiêu ơi. Thôi xong anh Phương rồi. Biệt coi đời mắc mẹ cái đèn pin là chưa xài được mẹ gì hết. Đèn pin xịn đó em, lập lại em. Pin xịn rồi. Tạm biệt lại ca. Nó ghét ghê. Like bên Nono like xong up lại nha. Ok luôn các bạn. Một lát nữa các bạn nhớ qua bên Nonolai á. Mình đó một lát nữa mình có event nhận thẻ đấy. Mà hầu như là bắt đầu từ đây sắp tới là ngày nào bên đó mình cũng được bên kia kêu mà làm event đó các bạn. Các bạn vào xem là có hai thẻ Gargana. Ờ, thẻ nhiều. Thẻ 10 đô chứ. Ngon vậy. Được được, cho em thêm da ké. Mắc mẹ cái đèn pin của mình. Đâu, để em lên em lấy lại. Trên góc à. Đồ. Xin. Quỷ này hay thiệt. Quỷ phi búa này đúng là hay thiệt các bạn. Em ngồi im ở kia nó heal cho mình nó phi hụt tới 4-5 cái là người tèo thiệt chứ. Thằng này canh hơi bị sai. Bây giờ kiếm cái đồ lâu quá. Nhưng mà cảm giác nó phi búa nhanh quá trời nhanh rồi. Nó chụp nó phi liền. Nó đang gượt này sắp mặc là Johnny Dead. Rồi. Ủa, thấy các bạn thấy nó phi ghê không? Đâu ta, đầu lâu phát sáng, đâu ta nó phá chưa anh? Chưa. Đây xe máy. À đây nè. Như điện nữa mày. Mày. Ở đây xuống hầm luôn. Đúng rồi, thằng killer này nó gồ thì nó mới dám mua cái bộ skin đó. Nó mua BBQ và chili hả anh? Không, anh nói là nó mua cái bộ skin đó. À. Xuống cứu em ơi, nó gượt nhỏ này. Nó gượt nhỏ này nè anh. Ủa nó... À, nó quay gượt em. Nó gượt nhỏ chọc nè. À! Woo! Dán, dễ bọc. Say. Say đi. Say. 360 như hạt. 360. Mà ghê quá, nhìn cái mặt nó ghê quá à. Nó nhìn đúng là ớn thiệt chứ. Nhìn cái đầu cho quá, nhìn ớn ăn thiệt. Đầu máu không. Cứu nhỏ kia đi chưa. Cứu lên này, ngán ngán sao các bạn. Nhìn nhỏ đó là muốn điếc luôn à. Ghê quá, ghê quá. Ôi, nó có kỹ năng gãy xương đùi gì nữa nè, phải theo vậy. Cho anh killer đi anh. John đâu mới vừa thấy mình đã nã mình chứ từ John bị lắm. Cú bé. Nhảy đi em ơi, một thằng lo sữa, một thằng dưới hầm. Thôi nhảy đi. Đi lấy ngàn điểm, hàng kia nó đéo cứu em luôn. Thôi thử đi.
Cam cả. Đó, biết sao mà nó cay dữ rồi đó. Đây em gọi đèn pin đó. Đúng rồi đó. Nó cay nó chặt hoài đó rồi. Mới gọi con lần thôi mà ta sao đây nó cay nhỉ. Chúng ta em. Còn thằng nữa đâu? Rồi nó ở thích sao bên kia. Phải bỏ đi bộ ơi. Để đi bộ. Chết đi. Nên đi ra làm dáng khác kêu gặp ông nội đi cay rồi. Mắc đèn pin luôn. Kéo hai đèn pin luôn. Đầu ông nếp bị đập luôn cả. Ồ, em chế gì em mà vẫn được công 4.500 kìa. Fan ADK của anh. Fan ADK. Chơi gì vậy? Ồ, nó đem kỹ năng thấy hiệu máu nữa. À, nó mang cái Whisper hèn chi. Nó thấy nó biết ở gần phải không? Đúng rồi. Chỉ cần trong tầm đó là cái kỹ năng nó sáng lên là nó cứ vòng vòng nó kiếm thôi. Ok. Mời đi em. Ok. Hai giờ rồi. Ok, chơi thêm trận nữa mình qua bên Nonola. Đổi con. Con này vô mình cầm hiêu máu đi. Lấy medkit vô hiêu nào. Em có biết bắn POBG trên mobile không? Không anh. Ngày qua anh bắn top 1, 2 mấy kill. Ghê vậy. Phải lận. Chuyện luôn. Mấy em đó ông ngáo quá. Ra đi đi, mấy em kia nói bot. Một lát nữa mình qua mình chơi PUBG thứ các bạn. Mobile với lại PC là nó hai bản khác nhau hoàn toàn. Đúng rồi, khác nhau và nó trưởng luôn. Rồi vô một lát nữa mình bắn thử coi như nào. Thử bắn nào, PC hả? À, PC trước đi. Okay. Mobile cũng được. Nhiều bạn nói FIFA với PUBG trên mobile cái nào im hơn các bạn. Mình tải hai bản luôn mà mình không biết chơi bản nào mà thấy mới vô chơi trên như nào. PUBG trên mobile là thấy ngon lành rồi đó. Nó bước quá trời luôn. Boss hả? Ok. Khoan, họ ra đi. No. Lấy đèn pin hay lấy gì ạ? Lấy đèn pin em. À. Lấy đèn pin theo hành nó sắp mặt lằn nữa kìa. Rồi ra đi. Ok. Yo. Chặng này nữa mình qua bên Nonolai các bạn. 2 giờ. Giang cuối bạn ơi. Anh làm video hình vừa dữ. Cái hình nó tiếu tiếu. Free Fire loot đồ nhanh hơn hả? Ok. Em thấy cái game Free Fire đó được đánh giá hơi bị ghê đúng không? Ghê hơn PUBG Mobile luôn á. Dạ. Dạ. Hơn ROS. Free Fire nhưng mà Free Fire nhiều bạn nói đồ quả nó xấu rồi. Mà game rồi, này Free Fire cũng đông hơn đúng không? Đúng rồi, Free Fire đông nhất. Free Fire đông hơn PUBG các bạn. Ok. Ồ, lại bắp này nữa. Ồ, mát này ghiền hả? Black Border Spam. Ồ, cái map này nó không có tàu thì phải. Có không? Có. Này là không biết. Có ruin nha, nữa nè. Đi sửa luôn hả? Thôi, hai thì mình sửa bù với kia đi. Ngoài các bạn ơi. Ngoài giáng lâm kìa.
ngoài mới gọi cái bảy, gọi cái bảy được 500 đúng không? Ngoài tới, ngoài tới, ngoài tới, ngoài tới. Ừ. Gì trời? What the fuck? Đang gọi cái bảy mà phát hiện luôn gì? Rồi, thằng quỷ này nó lắc rồi em ơi, má hèn chi. Đi chưa tới nữa mà tự động nó nổ luôn ghê gì? Rồi, dính cháu của ngoài. Xàm thì cái này nó gọi là bao xàm. Rồi đem xuống hầm luôn để bọc. Rồi sắp mặt. Không chơi kịp là ỉa bọc rồi. Ủa giờ đây con nhỏ này phải anh à, em cứ tưởng anh nãy giờ chứ. Mấy lần. Bà đi ngoài. Rồi ỉa. Mới vô gặp con này lắc 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 khó chịu quá. À, lắc thì okay. lắc thì giật giật kìa. Rồi nó vẽ kiểu này bà nội tao mà chạy. Chị rồi. Another one. Another one. Căng. Dán này căng cực. Ở đâu vậy, đem mía đường nào. Ngồi xuống em. Ngồi xuống. Đó đó, rồi đi tới đi. Đây. Đi tới đi, nó đi khỏi rồi. Từ từ, cứ bình tĩnh, từ từ. Đừng có chạy nha. Chậm rãi, chậm rãi. Ngồi xuống đi. Bình tĩnh, chậm rãi, từ từ. Ok. Nguy hiểm quá các bạn ơi, đuối quá. Đang hiểu chưa? Rồi đi chơi máy đi em. Đi, máy. Máy này chắc có 7 á. Chơi anh tới chớp chớp mấy cái. Bấm liên lịa trước trước khi. 237 hả? Kìa 7 đó đúng rồi đó. Đó. À đồ, hết cái đèn pin luôn. What the fuck? Không đi trời. Ta quên mình đem cái kỹ năng xịn hiện chi gọi nhanh quá. Trời ơi, đèn pin đèn pin đây gọi 7. Đem kỹ năng xịn đây gọi 7 chính luôn. Máy đi em ơi. Phải tèo. Để coi 7 là cậu đem bên tím với hai cục binh nữa. Rồi sắp mặt luôn. À thì chút nữa em đổi có gì à mà thấy dáng này nghỉ mà. Sắp mặt. Trận ngoài lại đây chắc có khúc xa. Rồi lên được khúc luôn. Rồi còn nghe không anh? Còn em khoan. Đang lùm đồ. Chọc ơi đi theo anh, chọc ơi. Nguy hiểm quá các bạn. 7 nè. Cú nó nè. Sao không nổ ta? Không. Sao cái 7 nó không nổ? Em không biết. Bùa yêu hết lên rồi. Sao cái 7 nó không nổ vậy? Kìa. Máy đã sửa chưa? Ở trên này có máy nè.
Trên này có máy nè. Tao cái bẫy đâu mà không nổ. Bẫy trên đây nè. Chỗ nào đâu? Trên trên thuyền nè. Hai giờ rồi anh. Ok, thấy các bạn xong trận này mình qua Nonolai á. Chết rồi. Cha chết rồi. Rồi cái đặt tên cha. Xíu nữa là nó có Nova là đi phá nè. Nó lẹ mà hết giờ. Ngoài vẽ kìa. Cứu nó đi em. Đây. Cứu chưa? Cứu. Chạy thẳng qua đây có cái máy này sửa lại tranh thủ em ơi. Tới giờ chuyển nha các bạn. Để em hiểu máu cho nó xong đi sửa máy nè. Tên POBG của mình là gì? Game offline hi-fi các bạn. Đó, có. Hình như mới mua một cái bẫy bị phá. Hả, à, ghép là hi-fi có nghĩa là gì vậy? Là cái tên của anh á, tên nick PUBG. Sửa cho lẹ chọc. Mẹ sửa được bao nhiêu phần trăm rồi? Anh Phương. Xong rồi, mở cửa đi em. Ok, để em chạy tới cửa. Anh cứu nha, em chạy tới cửa. Anh chạy tới cửa, anh mở cửa rồi. Ok, em cửa bên đây rồi. Cửa đi ra đây em. Bạn nào muốn bắn POBG thì một lát nữa các bạn qua bên Nonolai xem á. Nữa mình up cái video đó lại cho các bạn xem. Bạn nào xem không được kênh đó thì các bạn up lại. Không cứu nó hả anh? Mà bỏ nó đi các bạn ơi, tới giờ. Tới giờ là bỏ hả? Tội nghiệp nhỏ vậy. Bỏ nó đi á. Nhớ follow bên Nonolai các bạn. ID của mình để bên góc phải của video á. Góc trái video. Bà già đứng bà già cam kìa. Thấy không? Game offline 2F mà anh nói là hi-fi. Nghĩ sao vậy chú Phương? Tại vì mình đặt là game offline hi-fi nhưng mà nó thiếu cái chữ y ngoài sao. Tên nó dài quá. Ồ, nó quay ít kép nhưng mà thôi bỏ đi. Rồi mình qua kia nha. Bye bye tất cả các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip này nha. Nhớ like và đăng ký để ủng hộ mình làm thêm những cái tập Dead by Daylight tiếp theo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.